anh chạy mấy km đó, thế là rừng nguyên sinh ấy. Đây đang ở trong rừng. Cái đường ven hồ này, cái đoạn này là toàn rừng nguyên sinh. Hôm nay mình đi lên cái phần trên của hồ thủy điện Trị An, cái phần trong nước. Bao la nước. Nước trong bát. Kia có tàu du lịch. Đây là cái phần rộng nhất trên bản đồ, là cái phần rộng nhất. Nó ra tít cái đằng kia. Hello, đây là cái phần rộng nhất của hồ Trị An, cái phần phía trên. Phần này mình chưa đi, lần này mình sẽ đi tham quan. Chả nhìn thấy bờ đâu hết. Bờ đây ngang sang thì thấy, nhưng mà bờ đằng kia thì không thấy. Đây là các trại nuôi cá người dân. Cái đảo kia ra được, chỗ kia nó lông cũng ra được, nhưng mà mình không ra. Bao la bát ngát. Trưa nay các bạn thấy sóng không? Sóng như là sóng biển rồi. Các sóng. Trưa nay mình sẽ ăn trưa ở đây, sau đó mình rời đi, mình quay lại lối Chơ Chan, mình đau lối. Đồ ăn trưa. Chiến loại phẩm là một chú cá hồ. Mình đã bắt được lớn luôn. Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Chúng tôi chuyên cung cấp thực phẩm cho camping, dã ngoại, du lịch. Hotline 0784 555 569 hoặc 0979 500 066. Email coacongglobalgarden.vn, website globalgarden.vn hoặc www.camping-food.com. Trời mưa, mây mù, mây bốn bốn giờ mà mây mù đen hết rồi, không thấy gì hết rồi. Vẫn thấy đường rồi đi. Còn quãng đường phía trên khá là xa. Không gì là không thể, tất cả chỉ là thử thách. Mưa quá các bạn. Mưa quá không ra ngoài được, nên là bây giờ phải nướng bánh mì ở trong lều. Ở trời vẫn đang mưa. Chắc là phải mưa hết đêm nay. Rất hết đồ. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé.
cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, tôi yêu Việt Nam, I love Việt Nam, hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, tôi yêu Việt Nam, I love Việt Nam, hello Việt Nam.